Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ dẫn các em môn vật lý lớp 8 nhé. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu trong thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Đề bài số 2, phần trần, trắc nghiệm và phần tự luận. Mình sẽ làm phần trắc nghiệm trước nha. Trước hết là câu số 1. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào có công cơ học? Giờ mình sẽ xem trường hợp nào có công cơ học. Đáp án A là một sinh đang cố sức đẩy hòn đá nhưng không dịch chuyển được. Như vậy là mình nghĩa là khi có lực tác dụng thì phải có được quãng đường dịch chuyển, hoặc được quãng đường di chuyển thì mới xuất hiện ra công. Như vậy là cố sức đẩy nhưng mà không dịch chuyển thì sẽ không có công nha. Đúng rồi. Tiếp theo là câu số 2, máy xúc đang làm việc. Như vậy là máy xúc đang làm việc thì sẽ có lực tác dụng và có quãng đường di chuyển, như vậy là sẽ có sinh ra công. Như vậy là câu số 1, mình sẽ chọn đáp án B nha. Đúng rồi. Giờ mình thấy là câu C là một khán giả đang ngồi xem phim trong dạng là có không có di chuyển thì sẽ không sinh công. Một học sinh đang ngồi học bài thì cũng không có di chuyển thì sẽ không có sinh công nhé. Giờ như vậy là câu số 1, mình sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo là câu số 2. Câu số 2, phân tử trong cái vật nào sau đây chuyển động nhanh nhất? Như vậy mình nhớ là phân tử chuyển động nhanh khi nhiệt độ càng cao các bạn. Như vậy là trong bốn đáp án, xem nhiệt độ nào sẽ là cao nhất. Đáp án A là miếng đồng ở 500 độ C. Đáp án B là cục đá không độ C. Nước sôi 100 độ C và than chì ở 32 độ C. Như mình thấy là miếng đồng có nhiệt độ cao nhất thì có nghĩa là phân tử của chúng sẽ chuyển động nhanh nhất nha. Như vậy là câu số 2, mình sẽ chọn đáp án A. Tiếp theo là câu số 3. Một người kéo một vật nặng 5 kg từ một nơi khác lên cao khoảng 10 m thì công cơ học sẽ là bao nhiêu? Giờ như vậy là mình nhớ là công cơ học sẽ là A sẽ bằng lực tác dụng F nhân cho quãng đường di chuyển là S, đúng không? Như vậy là mình phải đổi cái này qua Newton, đúng không? Như vậy là từ kg qua Newton thì nhân cho 10, vì 5 nhân cho 10 sẽ là 50. Như vậy là khoảng cách là 10 m thì có nghĩa là nhân cho 10. Như vậy 50 nhân cho 10 thì sẽ là 500. Như vậy là mình sẽ chọn là tất cả là 500 joule nha. Đúng rồi. Giờ như vậy 500 joule chính là đáp án này. Chính là đáp án D, đúng không? Như vậy câu số 3 mình sẽ chọn đáp án D. Giờ cái phần tính nháp này thì mình sẽ xóa đi nha. Giờ tiếp theo là câu số 4. Nguyên tử phân tử không có tính chất nào sau đây? Như vậy mình sẽ xem tính chất nào không phải của nguyên tử phân tử thì mình sẽ chọn, đúng không? Đáp án ngay là chuyển động không ngừng. Như vậy là nguyên tử phân tử có tính chất này nha. Đáp án B là không có khoảng cách giữa chúng. Như vậy đây là không. Như vậy là giữa nguyên tử phân tử sẽ có khoảng cách. Như vậy là mà người ta kêu nói là không có tính chất. Như vậy mình sẽ chọn không có khoảng cách nha. Như vậy là câu số 4, mình sẽ chọn đáp án B. Đúng rồi. Giờ chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng tăng. Đây là đúng là tính chất của nó này. Giữa chúng có khoảng cách. Đây là cũng là tính chất của nó. Như vậy là câu số 4, mình sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo là câu số 5, phát biểu nào dưới đây về máy cơ đơn giản là đúng nhé. Mình sẽ chọn đáp án đúng. Câu số 5, các máy cơ đơn giản có lợi cả về lực và đường đi. Như vậy đây là câu sai nha. Mình nhớ là máy cơ đơn giản nếu lợi về lực là bị sức hệ về quãng đường đi. Đáp án B là các máy cơ đơn giản không có lợi về công. Như là đây là câu đúng nha. Như vậy câu số 5 mình sẽ chọn đáp án B. Như vậy, khi mình sử dụng máy cơ đơn giản thì nếu mình có lợi về lực thì mình sẽ hiệu quả quản được và không có lợi về công. Tiếp theo là câu số 6, trong điều kiện nào hiện tượng phát tán giữa hai chất lỏng có thể xảy ra nhanh hơn? Khi nhiệt độ tăng. Như vậy đây là câu đúng. Hiện tượng phát tán giữa hai chất lỏng sẽ xảy ra nhanh hơn khi nhiệt độ tăng. Như vậy câu số 6 mình sẽ chọn đáp án này. Khi mình trắc nghiệm thì trong 4 đáp án chỉ có một đáp án đúng.
Như vậy nếu mình đã xác định được đôi đáp án đúng thì mình có thể chọn liền mà không cần đọc ba đáp án còn lại. Khi mà mình không chắc chắn đáp án ngay thì mình mới đọc ba đáp án còn lại để mình chọn đáp án đúng nhất, đúng không? Như mình thấy là đáp án A đúng nhất thì mình sẽ chọn liền. Các em cũng có thể đọc ba còn lại đáp án còn lại để chắc chắn đáp án mình chọn nha. Đáp án B là khi trọng lượng riêng của chất lỏng lớn hơn, như là không có liên quan gì đến. Khi thể tích của chất lỏng lớn hơn cũng không liên quan gì đến khuyên tự phát tán. Khi nhiệt độ giảm thì hiện tượng phát tán sẽ càng giảm. Như chỉ có đáp án D, A là đúng hơn. Tiếp theo là câu số 7. Tại sao trong nước có không khí mặc dù không khí nhẹ hơn nước rất là nhiều? Như vậy mình xem đáp án nào đúng. Vì trong nước có kẽm. Đáp án B, vì không khí bị chìm vào nước. Đáp án C, vì các phân tử không khí có thể xen vào giữa khoảng cách giữa các phân tử nước. Và đáp án D là vì trong sông biển có sóng. Như vậy mình thấy là trong nước có không khí là do các phân tử không khí có thể xen vào giữa khoảng cách giữa các phân tử nước nhé. Như vậy câu số 7 mình sẽ chọn đáp án C. Nhờ có không khí xen giữa các phân tử nước nên khởi có không khí trong nước nên cá và các loài động vật sống dưới nước mới có thể sinh sống và tồn tại được nhé. Tiếp theo là câu số 8. Thả đồng xu bằng kim loại vào cốc nước nóng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đáp án ngay là nhiệt năng của đồng tăng lên. Như vậy trên câu này đúng. Khi thả đồng xu vào cốc nước nóng thì đồng xu sẽ tăng nhiệt độ lên, có nghĩa là nhiệt năng của nó sẽ tăng lên. Như vậy câu số 8 mình sẽ chọn đáp án ngay. Còn ba câu còn lại chắc chắn là sai. Mình kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn nha. Nhiệt năng của đồng xu giảm là sai. Nhiệt năng của đồng xu không thay đổi cũng là sai. Nhiệt độ của đồng xu giảm cũng là sai, đúng không? Tiếp theo là câu số 9. Khi đổ 50cm khối dụ vào 50cm khối nước, ta khu được một hỗn hợp dụ nước có thể tích. Đáp án A là bằng. Đáp án B là lớn hơn. Và đáp án C là nhỏ hơn. Và đáp án D là có thể bằng hoặc nhỏ hơn. Như vậy là mình sẽ chọn đáp án C là nhỏ hơn 100cm khối nha. Vì sao? Vì giữa các phân tử dụ có khoảng cách và giữa phân tử nước cũng có khoảng cách nên các phân tử sẽ xen len lỏi vào nhau làm cho thể tích của hỗn hợp dụ và nước sẽ nhỏ hơn 100cm khối nha. Tiếp theo là câu số 10. Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phát tán? Như vậy mình sẽ chọn đáp án không phải là hiện tượng phát tán nha. Như vậy là đáp án hay hiện tượng đường tan trong nước chính là hiện tượng phát tán nha. Giọt nước và lẫn vào ly nước cũng là hiện tượng phát tán. Mùi khơm của lọ nước qua bay đi khắp phòng dù không có gió cũng là hiện tượng phát tán nha. Còn trộn muối và tiêu được hỗn hợp muối tiêu, đây là không phải hiện tượng phát tán nha. Hai chất dù có trộn lẫn vào nhau thì chúng không hòa lẫn vào nhau, đúng không? Muối quẳng là muối và tiêu quẳng là tiêu, đúng không? Như vậy câu số 10 mình chọn đáp án D, đúng không? Đây là không phải hiện tượng phát tán nha. Tiếp theo là câu số 1. Đơn vị của nhiệt lượng là gì? Như vậy mình nhớ là đơn vị nhiệt lượng chính là joule, đúng không? Như vậy là câu số 11 mình sẽ chọn đáp án C luôn. Tiếp theo là câu số 12. Trong các quạt sau đây quạt nào không có khí năng? Giờ như là đáp án A là hòn đá đang lăn trên mặt đất. Như vậy là hòn đá đang lăn trên mặt đất có nghĩa là khoảng cách từ mặt đất tới vật đó là bằng không. Như vậy chắc chắn sẽ không có khí năng, đúng không? Khí năng của vật được sinh ra có nghĩa là vị trí của vật sẽ cao hơn mặt đất một khoảng cách nào đó thì sẽ có khí năng nha. Như vậy câu số 12 mình sẽ chọn đáp án A. Như vậy là mình xong câu số 12, mình sẽ qua tiếp câu số 13. Điền từ và cụm từ vào chỗ trống. Giờ như vậy mình sẽ điền từ kết hợp vào câu số 13 nha. Giờ nếu vật ba chấm theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó là. Như vậy mình nhớ là nếu vật chuyển giờ, chỗ này mình sẽ gọi là chuyển giờ. Nếu vật chuyển giờ
theo phương vuông góc quốc phương của lực thì căm của lực đó sẽ bằng 0 nhé. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là câu số 14, nhiệt năng của một vạt có thể thay đổi bằng hai cách. Như mình nhớ là mình sẽ thay đổi nhiệt năng của một vạt có thể bằng hai cách. Một là thực hiện hai công hay là hai chuyển. Một là mình thực hiện công hay là mình chuyển nhiệt, đúng không? Bây giờ chỗ này mình sẽ điền là thực hiện công nhé. Hoặc là mình có thể truyền nhiệt cũng được. Đúng. Giờ như là mình xong câu số 14, mình sẽ qua tiếp câu số 15. Câu số 15, quý công thức tính công suất, giải thích các đại lượng và đơn vị có trong công thức nha. Giờ như mình nhớ là công thức. Giờ câu này dễ thì sẽ làm câu số 15 thôi. Giờ thì sẽ làm câu số 15 nha. Như vậy công thức tính công suất mình sẽ có P bằng A chia T. Trong đó P là công suất, đơn vị là watt. A là công thực hiện, đơn vị là dương. T là thời gian thực hiện công, tính theo đơn vị là giây. Giờ như là mình xong câu số 15, mình sẽ qua tiếp câu số 16. Giờ tiếp theo là câu số 16, tại sao khả đường và nước dầu khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt nhé. Giờ thầy sẽ làm câu số 16 luôn. Như vậy là khi mình khả đường và nước dầu khuấy lên, thì đường tan trong nước có vị ngọt là tại vì giữa căn thân. Giữa các phân tử đường và phân tử nước có khoảng cách, qua chúng chuyển động không ngừng về mọi phía nên các phân tử đường đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại, nên mình sẽ nếm nước thì mình sẽ thấy có vị ngọt, đúng không? Như là mình xong câu số 16, mình sẽ qua tiếp câu số 17. Giờ tiếp theo là câu số 18. Người ta phải dùng một lực 80 N để kéo một gàu nước đầy từ giếng nước 9 m lên đều cho 15 giây. Tính công suất của người đó. Giờ như vậy mình sẽ có lực là 80 N. Độ cao, độ sâu chính là h là 9 m. Thời gian sẽ là 15 giây. Mình sẽ áp dụng công thức thì mình sẽ tính được, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu số 17. Giờ như vậy mình sẽ tóm tắt bên đây, F sẽ bằng 80 N, H là 9 m và thời gian là 15 giây. Mình có công thực hiện là A sẽ bằng F nhân S bằng F nhân H. 80 nhân cho 9 là 720, đơn vị sẽ là joule. Giờ sau đó mình sử dụng công thức công suất của người đó là P bằng A chia T. Như vậy là công là 720, thời gian là 15 giây. Như vậy kết quả là công suất là 48 W nha. Giờ tiếp theo là câu số 18. Một xe cẩu có công suất là 15 kW để nâng một vật nặng 1 tấn lên độ cao 6 m, biến hiệu suất của động cơ là 80%, tính công có ích của động cơ và tính thời gian nâng vật. Giờ thầy sẽ làm câu số 18 đó. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ đi tóm tắt bài toán của mình. Như vậy là mình có công suất là 15 kW, mình sẽ đổi qua watt. Như vậy kilo watt đổi qua watt như cho 1.000, như là 15.000 W nha. Giờ khối lượng 1 tấn thì chính là 1.000 kg. Giờ sau đó mình đổi qua trọng lượng thì chính là 10.000 N, đúng không? Giờ câu A mình đi sẽ tính công có ích của động cơ. Rồi công ích X sẽ làm B nhân H, lấy trọng lượng nhân cho chiều cao. 10.000 nhân cho 6 sẽ là 60.000, đơn vị là joule nha. Giờ như vậy mình thấy là hiệu suất của cơ động cơ là 80%. Như vậy có công có ích, mình sẽ đi tính công toàn phần của động cơ. Thì mình lấy công có ích chia cho hiệu suất là 80%. 60.000 mà chia cho 80% thì mình sẽ được 75.000 joule nhé. Giờ sau đó mình sẽ tính thời gian nâng quạt bằng cách lấy
công đồng phải chia cho công sức, 75.000 chia cho 15.000 sẽ là 5, đơn vị là gì? Như vậy là thời gian ăn quạt sẽ là 5 giây nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 18. Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng gì thì bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.